có một cái sản phẩm nào đó để giúp cho chúng ta khỏe hơn mỗi ngày thì là một điều vô cùng quan trọng rồi và đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì cái yếu tố sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu nữa vậy thì bác sĩ bác sĩ có thể phân tích về những vai trò của sản phẩm này mà chị Mai vừa mới chia sẻ ạ đối với sức khỏe của cộng đồng được không ạ? có thể nói là doanh nghiệp của chị Mai thì đưa ra rất nhiều sản phẩm nhưng mà cái mà tôi ấn tượng ấy là cái tinh hoa trà trong cái tinh hoa trà ấy, thì như chị Mai đã nói ấy, cái gọi là chủ sự của nó chính là cái cái đông trùng hạ thảo và kết hợp cùng với cả linh chi, linh chi đỏ thì chúng ta biết rằng là để mà cái cái nâng sức đề kháng của cơ thể con người ấy, thì hai cái loại thảo dược này thì nó là rất là tuyệt vời. Ừ. Bởi vì làm sao? Bởi vì thực chất là đông hạ thảo và cả nấm linh chi nó đều có tác dụng là cải thiện hệ thống miễn dịch, ừ. kể cả miễn dịch về tế bào cũng như là miễn dịch dịch thể. À, đấy là cái mà đã được khoa học người ta chứng minh. Bên cạnh cái việc nâng sức đề kháng thì các thảo dược ví dụ như trong đó kể cả đông trùng hạ à thảo cả linh chi đặc biệt là trà xanh rồi trà đắng thì nó còn có tác dụng là gì trực tiếp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và virus những cái điều đó là cũng là điều mà chúng ta thấy rằng là cái sự lựa chọn đó là rất là tinh tế thế rồi nữa là gì vấn đề là các thành phần trong đó kể cả từ đông trùng hạ à thảo cho đến lá sen cho đến uh, trà xanh rồi cho đến thỏ ti tử hoặc dâm dương hoắc, thì đều nó tác dụng là gì là chống oxy hóa và chống lão hóa. Trong cái tinh hoa trà ấy, thì nó có những thảo dược để nó có thể giúp cho những người mà trong cái bệnh dịch hiện nay người ta có thể là dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Ừ. Tôi nói ví dụ như là đông trùng hạ thảo đặc biệt là lá sen, đặc biệt là trà xanh nó có tác dụng là giảm mỡ máu, chống ừ. vữa sơ động mạch. Cái thứ hai là giảm huyết áp, rồi là giảm đường huyết. Thế thì hiện nay chúng ta những người có tuổi cao tuổi thì cái tỷ lệ mắc chứng mà liên quan đến vữa sơ động mạch cao huyết áp rồi. rồi đái tháo đường là rất là nhiều. Cho nên rằng là dùng cái trà này ấy, nó không có tác dụng không nhanh nhưng mà chúng ta dùng là trà chúng ta uống hàng ngày thì cái điều đó nó rất là hữu ích. À, cái nữa là gì? Là bản thân trong cái trà này nó còn tôi rất thích là nó có những cái vị thuốc mà nó có tác dụng mang tính chất an thần. Tôi nói ví dụ như là nó dùng linh chi rồi. rồi nó kích thích tiêu hóa ví dụ như là dùng nụ vối thì có thể nói rằng là nó cái tinh hoa trà nó là sự tổng hợp lấy cái chữ tăng sức đề kháng miễn dịch là chính nhưng mà kết hợp thêm vấn đề giúp cho giấc ngủ ngon hơn, giúp cho vấn đề ăn uống tốt hơn mà tinh thần mà ngủ tốt đi này, ăn uống lại tốt lên thì cái sức đề kháng gián tiếp nó cũng tăng lên. Đúng như là cái tên đúng không ạ? Khi nghe cái tên thôi là mình đã thấy đây là cái sự tinh hoa, sự chất lọc của rất nhiều những thành phần tự nhiên có lợi cho sức khỏe của con người và với một cái sản phẩm tuyệt vời như vậy để có thể tăng cường sức đề kháng cho chúng ta, đặc biệt là trong thời điểm mùa dịch.